Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1 tháng 2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại nhà riêng nhân dịp nguyên Tổng Bí thư tròn 100 tuổi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười một số nét về tình hình của đất nước và những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2016. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong giai đoạn đổi mới của đất nước, và kính chúc nguyên Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đoàn kết thống nhất, nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa cơ hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.